xin chào anh em nha. Mùa đông đã đến, mua hàng bên em để có thể ấm áp hơn nha cả nhà. Đầu tiên khi mà tiếp tục cái tiếp nối chương trình ngày thứ sáu đang tối thì em sẽ review lại cũng như là báo giá lại những dòng sản phẩm bên em đang sale trong những cái video trước để cho cả nhà, nếu như mà đã xem rồi thì không sao, nhưng mà những anh chưa xem thì có thể quay lại để xem lại cái review ha. Cái này em chỉ báo giá và nói về cái mã cho mình có thể là tham khảo thôi ha. Đầu tiên sẽ là một dòng 996 nha. 996 là một sản phẩm cực kỳ quen thuộc với cả nhà rồi, sẽ phù hợp với những anh đã có cục sạc rồi nha. Hiện tại bên em đang sale một thân một pin như thế này, pin là pin 3A, 3,6 triệu cho dòng sản phẩm này nha cả nhà. Ba tốc điều chỉnh cho mình nè, 11 cấp trượt, và dòng này sẽ là khoan cồn cho mình nha. Đó, khoan 13 ly. Rồi. Tiếp theo sẽ là một dòng 999 DCD 999 đang có chương trình cực kỳ hot nhất trong cái mùa này. Đó là một thân một pin 6A, một sạc nhanh như thế này, chỉ có 6 củ 7 thôi, và tặng kèm cho mình một con chuyên viết trị giá lên tới 2 triệu. Một cái thân như thế này trị giá là 2 triệu nha cả nhà. Tổng tài sản thiệt hại chỉ có 6 triệu 7, mình đã có hai con máy và pin sạc luôn. Tiếp đến sẽ là dòng 800. 800 này thì sẽ đi theo combo luôn. 800 là con này nha cả nhà. 800 15 cấp trượt nhỏ gọn như thế này. Một con là một thân hai pin 4A, pin là pin 20V luôn nha cả nhà. Khoan 13 ly thì dòng này nó là 5,4 triệu. 5,4 triệu cho dòng sản phẩm này, nguyên combo có hộp nhựa đi kèm cho mình luôn, và sẽ tặng kèm cho mình một cái bộ như thế này, một cái bộ vít như thế này nha, vít đa năng đàng hoàng cho cả nhà để cả nhà sử dụng rất là tiện lợi luôn nè. Tiếp đến sẽ là dòng 805. 805 này thì một nguyên combo sẽ là một thân hai cục pin 5A, hai cục pin 5A nha, khoan 13 ly luôn, hai tốc độ điều chỉnh cho mình, cũng là khoan tường cho mình luôn, có 15 cấp trượt nha. Rồi thì dòng này sẽ là 5,990,000 nguyên bộ luôn, và tặng kèm cho mình một cái này nha. Và đó là những dòng sản phẩm mà em đã review cũng như là làm video trước đó. Bây giờ em sẽ qua một cái con máy mới cho mình có thể là tham khảo luôn nha. Dòng máy tiếp theo muốn giới thiệu với mình đây là DCD 996 B2 nha. Còn trước đó là DCD 996. Mọi người nghe rõ mã để mình có thể mua được những dòng sản phẩm hồi nha. Nhớ nha, để có thể là gọi điện cho em đúng cái mã đó cho mình nha. Em sẽ khui thùng luôn cho cả nhà nè. Đi theo sẽ là nguyên một hộp to như thế này, đi kèm sẽ là một cái phiếu bảo hành chính hãng của này. Đó. Đây là một con máy. Thì wow, nhìn nó cũng khá giống cái dòng 996 nhưng mà có vẻ như nó sẽ xịn sò hơn. Đây em sẽ lấy ra một cục sạc ra cho mình, thì nó sẽ đi kèm thêm một cái tay cầm như thế này nữa. Đây, con 996 là con này, 996 B2. Mọi người nhìn thấy khá là giống nhau đúng không? Nhưng mà khi em cầm lên nha, con này cực kỳ nặng, nặng hơn con này rất là nhiều luôn. Đó. Và dòng này là con này nó là 11 cấp trượt, con này cũng 11 cấp trượt luôn. Để mình xem thử có sự khác biệt như thế nào nè. Độ mạnh của nó và độ đập búa của nó mạnh hơn rất là nhiều nha cả nhà. Rất là nhiều, và hai con này đều là the rootless hết luôn. Thì nguyên combo con này nó sẽ đi theo là một thân hai cục pin 5A. Đó, nghe rõ nè. Cái dòng 996 thì sẽ là báo là một thân một pin 3A thôi, 3 củ 6. Một thân hai pin 5A và một sạc như thế này. Đó, cục sạc cũng có tem nhãn phụ cho cả nhà để có thể chết luôn nha. Và dòng này là sạc khác nè, DCB115. Với so với một cục sạc mà em đã review cho mọi người, con 996 nè. Đó, quay. Con 999 này cả nhà, DCD 999 và DCD 996 B2. Mọi người thấy khác biệt không? Mọi người thích theo em thì em sẽ thích cái dòng sạc nhỏ gọn như thế này, đi theo công trình rất là tuyệt vời luôn. Cái dòng sản phẩm này nha cả nhà, 6,2 triệu đi kèm cho một cái bộ vít như thế này, vít đa năng nha. Đó, quá đã cho cuộc đời luôn cả nhà ơi. Có đèn chiếu sáng để mình điều chỉnh được cái đèn nè. Đó, dòng này thì sẽ là 13 ly nha. Một màu vàng và một màu đen là quá quen thuộc đối với một cái đề quát như thế này rồi. Rồi, sau khi em đã báo giá cho cả nhà rồi cũng như là cho mọi người xem sản phẩm, thì nếu mọi người đã thấy phù hợp rồi thì hãy nhanh tay chốt đơn với số điện thoại bên trên hoặc là comment bên dưới với em ha.
Và nhớ follow em để có thể là xem tiếp video đang sale như thế nào ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của em.